Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau tháng cuối năm các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển mới khoảng 160.000 lao động. Khảo sát cung cầu tại các doanh nghiệp, đánh giá tình hình kinh tế và số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau tháng cuối năm 2024, các doanh nghiệp ở thành phố cần tuyển mới từ 153.500 đến 161.500 lao động. Nhóm ngành thương mại dịch vụ cần tuyển nhiều lao động nhất từ hơn 102.000 đến 108.000 người, chiếm gần 67% tổng nhu cầu nhân lực toàn thành phố. Khu vực công nghiệp xây dựng cần từ 50.700 đến 53.300 chỗ làm việc, chiếm hơn 33%. Hầu hết vị trí đều cần lao động đã qua đào tạo với tỷ lệ gần 88%. Trong đó, trình độ đại học trở lên chiếm 19,54%, cao đẳng 23,16%, trung cấp 21,72% và sơ cấp 23,28%.